Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay ba của Hoa cũng tiếp tục cư ở chùa Phụng Sơn, còn gọi là chùa Gò, ở đường 3 tháng 2. Thì ở bên kia là đường Hàng Hải Nguyên, phường 2, quận 11 luôn. Ba của Hoa sẽ cưa cây lâm vồ. Thôi cưa cây bàn nhớt, có cây bồ đề nó gửi vào nữa. Rất là nhiều dây điện luôn. Phía dưới là một cái quán nước mà chỉ có che chắn một cái đỡ một miếng mũ thôi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cây bồ đề cái chót lá nó dài hơn cây lâm bồ rất là nhiều. Bên bển là cái nhà kho, nhưng mà mái tôn đã bị mục hư hết rồi. Ba của Hoa cưa nhỏ nhỏ mấy cái nhánh nó ra để cho anh Hiền ở phía bên kia đang gom dây điện gọn lại. Như trời muốn mưa hay sao? Chiều hôm qua đến nay thì trời trắng trời hết trơn, không có mây nữa, trời rất là âm u. Nếu mà chút nữa Hoa quay có hơi tối thì mong quý vị thông cảm cho Hoa nha.
Dây điện quá nhiều luôn. Có camera giám sát nữa. Xe nó nằm nghiêng qua bên phía bên kia thôi. Bà của Hòa chỉ cưa những cái nhánh mà phía bên tay trái thôi, còn những nhánh ở phía bên chùa thì sẽ dưỡng lại. Bà cưa cái nhánh đó dùng chút nữa sẽ treo cái mấy cái nhánh đó về phía bên ngôi chùa cho nó trống, tại vì bên kia là cái quán cà phê rồi. Ah.
Đồ nhắn giòn á. Dùng cái này ra, cái này ra. Chứ thầy không có đâu. Ba cũng hơi sợ vướng vô xe rồng bên này nè. Rồi xuống luôn đi. Kéo cho nó kích lại đó, không cho ra khỏi này. Còn kích vô, lịch. Rồi mua đi, gọi lại đây đi, lại mở dây luôn, kéo ra đây đi. Hạ dây lại anh hạ. Mua ra khỏi trên này rồi. Nghe nhỏ đâu. Alo.
nó vậy chứ nó dễ ăn, cầm được cái công ve kéo nữa. Giờ chúng ta chưa đây là rất ngon. Thẳng ngon rồi nè, chúng rưỡi chứ chúng không đây là chúng tại gì à. Rồi đồng nào chúng tại gì à. Thẳng lên chỗ con nước bắn nè. Có tiếng Việt Nam vậy. Và hàng đu đi. Hàng đu đi. Leo xuống cột cây nhánh khô. Đu xuống dưới đó nha. Ờ, bảo đầu xuống cột cây nhánh khô. Đu xuống luôn. Rồi, thả từ từ, từ từ. Rồi. Nguyên một nhánh khô luôn. Leo ra thì không thể cột dây ở phía ngoài được. Bây giờ thấy gì điện gì mà là phải đuôi mới cột được. Giống mấy người lau kiến trên ở trên Sài Gòn không nha, nó có tòa nhà cao ta hay đu dây rồi. Rồi rút vô ở phía trên có kiến ghiền, chắc nó đeo vào mấy cái nhánh mà chết khô ở trên đó.
Ông xuống rồi. Dây mà chích chứ mà. Cây toàn nhánh khô không, mà bên dưới là quán nước ngoài che tấm mũ không, rất là nguy hiểm. Cái lâm vò ở ngay cục gù. Một cây gì á. Sao mà nó bị vậy? Hồi cứng vậy? Két hả? Mẹ không nói. Yeah.
rồi qua bển dọn nhánh. Nhánh này ve qua bển quá nhiều. Lấy dây qua cho ông không? Nghe camera ở phía dưới nè. Thank you.
Thank you.
Vì video cũng khá dài, Hoa cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.